Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Chí Trung đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo. Bước vào năm học mới 2024-2025, trường Trung học phổ thông Phước Vĩnh có gần 1.500 học sinh với 36 lớp học. Đặt chất lượng học tập lên hàng đầu, tập thể thầy cô và học sinh nhà trường quyết tâm tiếp tục đổi mới hoạt động dạy và học, đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động, quản lý, giảng dạy, học tập, trải nghiệm, hướng nghiệp nhằm góp phần tạo ra môi trường nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của huyện. Tại buổi lễ, Hội khuyến học các cấp và địa phương đã trao 20 suất học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Giáo.